Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và Nguyễn Nghĩa sẽ đưa quý anh chị thăm một mảnh đất ở tại Lâm Đồng, phải không Nghĩa? Dạ. Thì mảnh đất này thì coi như là đường là đã mở ra rồi, chưa rãi nhựa thôi, nhưng mà gọi là xe ô tải tranh nhau. Với cái ở đây diện tích là khoảng là 5.000 m², phải không Nghĩa? Cái miếng đất này là mình sẽ có 5.000 m² và trong đó là có sẵn 500 m thổ cư. Và đây mình sẽ mời vào cái view này. Đây rồi. Là cái view nhìn vào đây sẽ nhìn rõ hơn. Đây là cái view nhìn về hồ Đảo Ngọc. À, hồ Đảo Ngọc đây. Nghe nói hồ Đảo Ngọc nhưng mà Sửu chưa bao giờ đi tới cái hồ Đảo Ngọc này. Đây đây, anh sẽ đứng ở đây sẽ ngắm trọn hết cái hồ Đảo Ngọc mà mình sẽ là ngắm hoàng hôn hay là bình minh thì khỏi phải chê. Đây cái view. Nếu mà view nói đến Bảo Lộc gọi là săn mây thì gọi đây là quá tuyệt vời, phải không? Đúng rồi, đây là đây, wow, một cái đảo cực kỳ đẹp luôn. Hồ Đảo Ngọc phải không? Hồ Đảo Ngọc. À thì ở đây á thì với cái khoảng là 5.000 m² An. 5.021 m² và cái chiều ngang mặt giáp mặt đường là bao nhiêu nhỉ? 10 mét mặt tiền. Chỉ có 10 mét một tên. 10 mét một tên là mình vô khoảng bao nhiêu thì nó sẽ nở hậu ra. Đây, từ đó tới đây là khoảng là khoảng hơn 30 mét là sẽ nở hậu ra, phải không? À cái phần nữa họ mình sẽ làm được một cái, tại vì trên đây nó rất là bằng, mình có thể làm một cái bãi đậu xe hoặc là cái cổng chào, cổng chào nhà điều hành, và mình sẽ xuôi xuống phía dưới nè, và nhìn nó ôm trọn hết cái view hồ Đảo Ngọc, bay hồ Đảo Ngọc nè, view đồi bên đây, một cái thung lũng hồ Đảo Ngọc xung quanh. Bây giờ thì cái vị trí này thì rất đẹp rồi, nhìn ra hồ Đảo Ngọc, thì cho hỏi là với cái ở đây thì hiện tại là pháp lý như thế nào rồi anh? Có sẵn 500 m² thổ cư, anh xây dựng như thế nào cũng được. 500 m² thổ cư rồi, là ở đây là đất quy hoạch đó là thổ cư 100% hay sao? Không, nó chỉ có quy hoạch đất ở mặt tiền, có nghĩa là từ mặt tiền đi vào bao nhiêu mét là có đất ở, còn ở phía dưới là vẫn là đất nông nghiệp, nhưng mà đất nông nghiệp dưới đó là mình có thể xây dựng, mình thả bungalow á, là nhà tiền chế là vẫn là ok hết. À được, còn hết. Còn ở bên trên này là đất có thổ cư rồi mình xây dựng cố định được. À vậy hả? Rồi thì với mảnh đất này thì tha hồ mình thiết kế gọi là homestay, phải không? Đúng rồi. Làm cảnh quan nè, rồi gọi là nói về view lực, vừa view đồi vừa view suối rất là đẹp luôn, phải không? Thì view đồi view hồ, dưới cuối đất này thì có một cái con suối nhỏ chạy qua nữa. Bên tay trái có một cái con thác, có một cái thác, có một cái thác nhỏ nữa. Thì lát nữa anh cứ bay flycam anh coi đi. Rồi mình sẽ bay thực tế flycam để mình nhìn rõ hơn về cái diện mạo của lô đất, phải không? Đúng thì rồi. Nói về cái lô đất như vậy thì mình đang nói về cái kết nối cơ sở hạ tầng ở đây, và nói về kết nối thì từ đây về thành phố Bảo Lộc thì mất bao lâu? Từ đây ra ngã năm xã Đầm Ri á, mình nói trước ra tới ngã năm xã Đầm Ri thì gần 2 cây số. Về tới trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng tầm 15 cây. À 15 cây. Thì ở đây có một cái gọi là cái lối exit, là lối lên xuống của cái cách đường lối exit xuống cao đường tốc. Cao tốc là 3 cây số. 3 cây số rất là tại gần. Vì cái lối exit đó nó xuống là gần, theo mình biết thông tin á là nó gần chùa Bát Nhã. Là ở bên phía bên đó thì nó xuống bên đó thì từ đây qua nó chỉ có tầm khoảng 3 cây số thôi. 3 cây số xuống đó. Thì nếu mà ở địa điểm này mà khách hàng vừa muốn đây, nếu mà cao tốc nó chạy ở bên cái dọc đường bên kia kìa. Đó nó chạy theo cái hồ Đảo Ngọc, nó chạy dọc đường bên đó, nó chạy như theo nhánh ở bên đó. Ok, thì khi mà khách hàng sở hữu lô đất này á, bây giờ quá trình hình thành để trở thành một cái view, cái gọi là cảnh quan thì nó hơi lâu. Thì khi mà mình tới đây á, thì mình có thể check in ở những cái địa điểm nào gần đây nhất? Ở đây mình có thể check in là chùa A Di Đà, chùa Phước Lạc, đồi chè Phước Lạc, đồi chè Tâm Châu, rồi tu viện Bát Nhã, rồi hồ Đảo Ngọc. Như mình biết là hồ Đảo Ngọc thì có sẵn dưới đó rồi. Đó Ngọc. Thì mình câu cá vị trí thoải mái, phải không? Đúng rồi. Ngoài ra có một ngọn thác rất là lớn mà nổi tiếng, mà nói về thác này là gần như tất cả dân ai cũng biết. Thác Đầm Ri. Thác Đầm Ri ha. Thì rất là nhiều cái địa điểm check in và sống ảo tại cái địa điểm xung quanh đây luôn. Đúng rồi. Và kết nối hạ tầng á, thì ngoài cái kết nối liên vùng á, thì từ đây di chuyển về Sài Gòn và di chuyển về thành phố Đà Lạt thì ở đây sau bây giờ chưa hình thành cao tốc nhá. Nếu mà hình thành cao tốc thì từ đây lên Đà Lạt khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Còn chưa hình thành thì từ đây mình lên Đà Lạt khoảng tầm 100 cây thì mình đi khoảng tầm 2 tiếng đi. Hai mình tiếng. Đi 2 tiếng thì cũng lâu hơn 30 phút thôi. Còn ở đây về tới thành phố Hồ Chí Minh á
thì tầm khoảng 3 tiếng tới 3 tiếng rưỡi là mình đã về tới thành phố Hồ Chí Minh rồi. Còn khi mà hình thành cao tốc là mình đi khoảng tầm 2 tiếng là về tới thành phố Hồ Chí Minh. Qua gần ha, sau này có cao tốc rồi á thì không cần phải đi đâu xa, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ là cuối tuần gia đình mình có thể là lên đây là nghỉ dưỡng, rồi đầu tuần mình về cho trở về với công việc thường ngày ha, học hành của con cái hoặc là những công việc hành chính. Ngoài ra ở đây thì khí hậu thời tiết ở đây rất là mát mẻ và đặc biệt là không quá rét bút giống như ở Đà Lạt. Đúng rồi. Và ngoài cái nhìn gọi là cái khí hậu đặc biệt như vậy thì ở đây nó còn là những cái thủ phủ của rất là nhiều loại cây. Thì anh có thể kể sơ qua một tí xíu những cái loại cây gì mà phù hợp với ở đây và cái nó ngon như thế nào? Ở đây á là đặc biệt ở Bảo Lộc là có là chè ô long. Mà chè ô long và vùng trồng nhiều nhất của Bảo Lộc là xã Đầm Ri. Thì mình từ đây mình qua tới những cái thủ phủ chè như mình nói hồi nãy là đồi chè Phước Lạc và đồi chè Tam Châu á. Là mình đi khoảng tầm đồi chè Phước Lạc mình đi 5 cây số và đồi chè Tam Châu là mình đi khoảng tầm 2 cây số là tới đồi chè Tam Châu rồi. Ngoài ra thì có rất là nhiều loại cây ăn trái phải không? Bơ ba tư nè, sầu riêng và có một cái loại măng cụt gọi là ngon nhất của cả nước luôn. Đúng rồi. Vị của nó rất là ngon, rất là ngọt và rất là thơm phải không? Còn chè thì rất là nhiều thứ rồi. Ngoài ra thì còn rất là nhiều loại cây nông sản. Ngoài ra ở đây là một cái gọi là thủ phủ của dâu tầm. Đúng, dâu tầm. Tơ lụa Bảo Lộc là có tiếng toàn quốc. Thì An có thể là chi tiết hơn cho quý khách hàng là khi mà sở hữu cái lô đất ở đây thì khách hàng có thể làm gì trên lô đất này và có thể là phân lô hay là có thể là làm homestay hoặc là những cái gì thì mình có thể gợi ý cho khách hàng được không? Cái khu đất này á, theo mình nghĩ á, thì mình không nên phân lô, mình chỉ làm đầu tư homestay xây dựng nghỉ dưỡng là hợp lý nhất. Tại vì ở đây á, cái thứ nhất á, là ở trong vùng trong này nó yên tĩnh nè. Với lại cái thứ hai là mình nhìn đối diện hộp đảo Ngọc này, khi mà chiều xuống á là hoàng hôn xuống trực diện chỗ mình là mình ngồi mình ngắm hoàng hôn. Quá đẹp. Sáng luôn. Ra săn mây là không phải bàn rồi. Ồ quá tuyệt. Với lại ở đây mình cũng được lợi thế cái gần rất nhiều dự án lớn ở trong này, chẳng hạn như là La Beauty nè, Kiwuki nè, Sakura nè, hay là La Nature, rồi Bảo Lộc Greenwood. Tất cả các dự án lớn đều nằm ở trong này. Nói chung là rất là nhiều cái cảnh đẹp và gọi là tiềm năng ở khu vực này. Có thể là làm những resort cho thuê theo ngày, theo giờ, theo tháng phải không? Đúng rồi. Một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Và ở đây thì rất là nhiều tiềm năng. Nói về bất động sản thì hiện tại sau những cái đợt dịch Covid này thì tâm lý người dân thể tìm một nơi yên tĩnh, thoáng mát và không khí rất là tuyệt vời nè, rồi để nghỉ dưỡng và gọi là tránh xa cái dịch bệnh á. Thì đây là một nơi gọi là rất là tốt. Và sau này, sau cái đợt dịch này sẽ có một cái đợt gọi là sốt đất nhẹ. Nên đó là quý anh chị là các bạn mà muốn sở hữu cái vị trí lô đất này thì liên lạc sớm với Phước Sửu để Phước Sửu sẽ chi tiết thông tin cho quý anh chị. An và Phước Sửu xin chào và mọi người. Gặp lại cả nhà ở nhiều video sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.